Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Minecraft Adventure Renovian Night One. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tắm suối nước nóng. Qua suối nước nóng nào. Giờ hãy coi suối nước nóng nó như thế nào. Có sủi bọt lên hay là nước nó nóng lên hay không. Nơi này được mang tên là suối nước nóng mà vẫn chưa thấy nước nóng đâu cả. Ta sẽ cần phải đi qua cái chỗ này hả? Bước vào trong ngôi làng bên đó. Nó giống là một cái thành trì hơn là một ngôi làng. Được xây tường bao bọc lại hết luôn thì là thành trì rồi. Và khu vực này chắc là mang dáng vẻ của Nhật Bản. Giống như Wibon City ở Golden Chalice á. Chính xác luôn, có cái cửa kìa, rất là Nhật Bản. Đây là cây hoa anh đào hả? Wow, chỗ này nó rộng rãi, thoáng mát dữ ta. Có anh lính, đẩy anh lính một cái. Và chúng ta hãy đi vô trong này. Một cái ngôi đền ở ngay phía trước. Đặt cái spawn point. Và đi tìm cái nhà của ông hiệp sĩ. Không, ở đây thì phải là samurai chứ phải là hiệp sĩ. Đi kiếm samurai nào. Có một dấu chấm than màu đỏ ở tòa thành này. Như vậy ở đây không phải là samurai mà là hiệp sĩ. Chúng ta đi vào bằng đường này. Kiếm ông hiệp sĩ. Và đường nào là cái đường ra chỗ ổng vậy? Ồ, ta đi từ phía sau tới mới ghê. Nói chuyện với ông hiệp sĩ thứ 6 của Rup Novia. Chào mừng anh đã tới suối nước nóng. Và ta đang mong chờ anh tới đây. Anh muốn cái dấu chứng nhận đúng không? Tôi sẽ cần phải làm gì để có được nó? Sau một vài cái nhiệm vụ thì cái này là một thứ đơn giản dành cho anh. Anh chỉ cần đi tới cái ngọn núi mà những người thường sống ở phía bên cái sườn bên kia, ở phía bắc, và giúp họ thôi. Ta đã cho người đưa tin giải thích với họ là họ sẽ cần anh giúp. Họ cũng là những người hàng xóm đối với cái ngôi làng của chúng ta ở đây. Và ta cũng nói rằng là anh sẽ tới giúp họ nhanh thôi. Và chắc chắn là anh sẽ phải đi lại đẳng rồi đó. Để có thể có được cái dấu chứng nhận của ta thì anh phải tới đó giúp những người đó và quay trở lại khi anh hoàn thành. Nếu anh thành công thì anh sẽ có được cái dấu đó thôi. Hãy đi chuẩn bị. Và khi nào anh đã sẵn sàng thì hãy đi theo con đường ở phía bên trái. Khi nhìn thẳng vào cái cửa dịch chuyển rồi đi tới ngôi làng của họ. Rồi ok, chúng ta chỉ việc đi rất là đơn giản. Bấm vào đây để mở cửa đi ra cho nhanh. Như vậy chỗ này là nơi ta có thể đi nhanh được. Lúc mình dịch chuyển ra thì nó nằm ở đâu? Chạy ra đẳng coi thử. Mình nghĩ rằng khi mình dịch chuyển ra nó sẽ nằm ở đâu đó bên kia kìa. Chính xác. Và ta đi vô trong cái đường núi là vô trong cái hang này nè. Đi thẳng qua bên kia giúp đỡ những người dân làng đang cần sự giúp đỡ. Khi đi hết con đường hầm chúng ta sẽ ra tới một ngôi làng. Có treo những cái đầu lâu. Ngôi làng này có vẻ thích ăn thịt người chăng? Có ai không? Có ai ở trong làng không? Ta hãy đi kiểm tra từng nhà xem sao. Nhà này chỉ có một loại nước thôi, không có thuốc, có gà nè. Rồi bên trong này có gì nữa không? Sao không thấy người nào hết trơn vậy? Không có ai hết trơn hả? Đây là một ngôi làng bị bỏ hoang chăng? Trong cái này có gì không? Không thấy. Chắc là sẽ phải đi lục lọi từng nhà để kiếm người nào đó ở trong này rồi đó. Và leo lên coi. Có một cái chest ở phía trên, tất cả các cái chest đều bị khóa. Và hy vọng rằng mình sẽ tìm được một người nào đó cho mình biết điều gì đang xảy ra với ngôi làng này. Tại sao mọi người lại biến mất? Không thấy ai hết trơn, làm sao biết được cần phải giúp cái gì? Ở giữa này chúng ta có cái gì vậy? Đây là nơi họ nấu nướng. Có bò đó nè. Và đây là ông trưởng làng nói chuyện với ông. Chúng ta không thích những người khách tới thăm, kể cả anh người lạ mặt à. Bây giờ ta phải yêu cầu anh rời khỏi đây. Chúng ta giải thích rằng là ông hiệp sĩ thứ 6 đã kêu chúng ta tới thay mặt ổng. À, như vậy thì được. Vậy mới được. Và bây giờ anh sẽ cần phải đi ra ngoài bờ biển. Thì nó có một cái hòn đảo ở ngoài đó. Nơi đó có một bộ tộc ma quỷ. Gồm những cái con thây ma sát sống gì đó. Đang bắt đầu hoành hành. Thông thường thì cái này không phải là vấn đề mà chúng tôi cần phải quan tâm. Bởi vì chúng tôi lúc nào cũng có thể phòng thủ được. Bằng một cách nào đó chúng đã vượt qua được cái cửa. Và cái cửa đó mở hoàn toàn luôn. Và bây giờ chúng đã cướp đi cái vương miện của chúng tôi.
cái vương miện đó là cái gì thì chúng ta chưa biết. Và chúng ta không thể lấy lại được cái vương miện từ cái hòn đảo đó, bởi vì nó cái khoảng cách nó quá xa về cái lực lượng á. Nên bây giờ tôi đã phải yêu cầu sự giúp đỡ từ ông để lục hiệp sĩ. Bây giờ ông ta đã trả lời và chỉ có gửi mình anh tới thôi. Ta không chắc là anh có thể đem được cái vương miện đó về hay không, khi mà cả làng của ta đều không thể. Tôi tin rằng ông sẽ rất là ấn tượng với những gì tôi có thể làm. Khi mà ông cho tôi biết cái hòn đảo đó ở đâu, tôi sẽ đi đến đó và lấy cái vương miện về đây cho ông. Rồi, được thôi, chúng ta sẽ coi thử coi anh giỏi tới cỡ nào. Mặc dù là ta nghi rằng cái đầu của anh sẽ sớm được treo lên thôi. Bởi vì khi chúng giết anh, coi như là xong đời anh rồi đó. Nếu anh đi theo con đường đi xuống tới biển và bơi tới hòn đảo, thì anh có thể tìm được cái vương miện của chúng tôi. Khi anh lấy nó về thì hãy đem về đây. Chúc anh may mắn. Ok, ổng dám khi dễ chúng ta như vậy. Và bây giờ mình cần phải đi tìm con đường. Ra là con đường này đó hả? Đóng cửa lại trước đi. Ta sẽ đi theo hướng nào ra biển? Kệ mấy con quái đi. Né mấy con quái ra. Ào. Đó. Tưởng gì? Ôi, bên dưới là nước đá kìa. Hãy cẩn thận. Xuống dưới trượt băng nghệ thuật. Cần phải đi vòng qua khúc này để tới được cái chỗ chúng ta không cần phải bơi. Nước mà đóng băng nghĩa là nó rất là lạnh. Bơi là chỉ có chết thôi. Leo lên, leo lên, leo lên. Ở đây là cái gì? Harbor Master. Trong này có gì không? Mới già là đi vơ vét liền. Ủa? Này bộ tộc xấu xa hay bộ tộc quỷ mà tại sao lại nhìn thảnh thơi vậy? À, như vậy không phải là bộ tộc quỷ mà chỉ là xấu xa thôi. Người đến thăm cần phải thông báo cho ông trưởng hòn đảo. Và thằng này là gì? Nếu mà không có thông báo thì anh sẽ phải chịu mức án cao nhất là chết đó nha. Chúng ta cần phải đi tìm cái dấu chấm than màu đỏ đi ra cưng ơi. Mình vừa phát hiện ra ông trưởng đảo, nói chuyện với ông. Chúng ta không thích người lạ mặt tới đây, ta yêu cầu anh rời đi. Ủa vậy là sao? Ai cũng kêu chúng ta rời đi hết trơn. Và zombie đi chỗ khác chơi cưng ơi. Giờ sẽ cần phải giải thích rằng là bên thằng cha trưởng làng ở bên cái ngọn núi tuyết yêu cầu chúng ta qua đây để kiếm lại cái gì. Chúng ta qua đây để lấy lại cái dương miệng. Thì nói chuyện tiếp coi. Ta sẽ không thừa nhận rằng là ta đang giữ cái món mà anh đang đề cập. Nhưng cho dù chúng ta có, thì tại sao ta lại phải đưa nó cho anh? Và chúng ta có một số sự lựa chọn. Giải thích rằng chúng ta sẽ sử dụng vũ lực nếu cần thiết để lấy lại cái vương miện đó. Bây giờ bắt đầu rút kiếm và đòi cái vương miện. Chúng ta giải thích rằng nó rất là sai khi mà ăn cắp đồ của người khác, và mẹ ông ta sẽ không có vui đâu. Sau một hồi suy nghĩ thì chúng ta quyết định là không thèm quan tâm đến cái vương miện chết tiệt đó nữa. Tạm biệt ổng và rời khỏi cái ngôi làng này. Bây giờ ta sẽ nói chuyện theo người lịch sự. Là giải thích rằng cái chuyện bản cấp nó rất là tệ. Cái gì? Ngươi dám nói với ta như nói chuyện với một thằng nhóc à? Ta là một người mà hả rất là nhiều người sợ. Và ta có thể giết ngươi chỉ bằng một cái búng tay thôi đó. Làm sao mà ngươi dám nói về mẹ ta như vậy? Bây giờ tất cả những sự lựa chọn khác thì nó đều giống hồi nãy. Chỉ có một cái là chúng ta chỉ ra rằng tuy là ông ta được nhiều người sợ, nhưng mà ông ta có thật sự muốn là những cái lời đồn hay những cái chuyện mà ông đi ăn trộm tới tay mẹ ổng hay không? Giờ, khoan. Cái gì? Ngươi vẫn cố tình nói với ta như vậy à? Lại là sự lựa chọn thứ ba. Chúng ta giải thích rằng là đã để lại một cái bức thư cho một người bạn. Nếu mà chúng ta không quay về thì nó sẽ được gửi cho mẹ ông ta ngay lập tức, bởi vì những hành động quá quắt của người con. Đây thật là một cái việc khó xử. Ngươi đã lừa tay vào trồng rồi. Ta không tin ngươi có người nào có thể gửi được bức thư đó đâu. Nhưng mà ta cũng không thể nào mà làm cái việc nguy hiểm đó như vậy được. Mẹ ta không có thể nào nhận được bức thư này. Rồi, việc gì cần làm thì phải làm thôi. Bây giờ không có sự lựa chọn. Nhưng mà ta thừa nhận rằng đây là cái vương miện mà ngươi cần. Đem nó đi đi. Một cái điều đơn giản như vậy thôi mà nãy giờ mới chịu ói cái vương miện ra.
Vô gặp ông trưởng làng để giao trả lại cái vương miện. Thật không thể tin được, anh đã tìm được cái vương miện và đem về đây rồi à. Cảm ơn anh rất là nhiều anh bạn à. Giờ nếu anh có thể bỏ nó vào cái chết ở kế bên tôi thì tốt quá. Hãy quay về nói với ông hiệp sĩ là tôi đã vô cùng biết ơn ông bởi vì đã gửi anh tới. Bây giờ tôi có việc cần phải làm đây. Chúng ta hãy quay về gặp ông hiệp sĩ. Ông hiệp sĩ thứ sáu. Ta nghe nói là anh đã giải quyết cái chuyện của cái người ở trên núi rồi đúng không? Và ta hy vọng rằng là anh sẽ quay lại đây sớm để nhận được cái dấu. Đây là dấu xác nhận, cũng như là chìa khóa phòng thưởng. Và ông hiệp sĩ thứ bảy nằm ở chỗ The Triangle. Tự nhiên nó thêm một lần nhạc nữa. Mình kiểm tra mấy cái Bruin Stand này trước khi chúng ta đi về nào. Món quà gì sẽ chờ đón chúng ta trong căn phòng thứ 6? Bước vô trọng kiểm tra xem. Một cây kiếm bằng gỗ. Càng lúc càng tệ, nhưng mà nó có cường hóa tốt hơn. Cứ lấy một cây kiếm. Áo giáp Protection cấp độ 5. Tuyệt vời. Và bỏ món đó ra. Khuyến mãi cho ông bên trong đó luôn. Có cái cung không? Không có cung. Và cái này khuyến mãi luôn cho ổng. Lên trên đổi áo giáp mới. À không cần lên, đứng đây đổi cũng được. Lên trên để cất bộ áo giáp này thôi. Bộ áo này nó mạnh hơn cái bộ áo kia. Protection nó cấp độ 5. Còn này protection nó cấp độ 4. Và giáp sắt so với giáp kim cương nữa. Như vậy chúng ta đã có được một bộ đồ xịn hơn nữa. Và ta hãy tiếp tục lên đường đi gặp ông hiệp sĩ thứ 7. Ta đang ở The Triangle và khi trên đường đi tìm cái dấu chấm than màu đỏ là nơi của ông hiệp sĩ kế tiếp. Mình đã nghe ngóng được một thông tin rất là thú vị của hai tên buôn lậu. Chúng nói là chúng sẽ gặp nhau ở cái chỗ tên là Waterfront trong vòng 3 tiếng nữa. Và cái nơi đó là cái nhà kho. Và Waterfront thì ở đâu mình cũng chạy vòng vòng xem thử. Chúng ta đang có một cái con sông ở chỗ này nè. Đi về phía này là nó có một cái thác nước. À, có thể ở bên dưới đó là cái nhà kho của tụi buôn lậu. Xuống dưới thử coi. Đây là Waterfront nè. Đâu, phải chỗ này không? Không phải, có con hot girl thôi à. Hot girl đâu rồi? Hot girl đang bơi. Bơi xuống. Kiếm thử coi chỗ của mấy tên buôn lậu này giấu hàng ở nơi nào. Bầu trời đêm huyền ảo, có những vì sao, ngoài kia là biển. Và đã phát hiện ra lối vào của mấy cái tên buôn lậu đằng kia. Giờ chúng ta sẽ cần phải đi lên trên này để có thể nhảy vô trọng. Đây là cách duy nhất để có thể bước vào cái căn cứ bí mật của tụi nó. Xuống dưới, có ba cái cửa. Và đây là ai? Sparkler, tên buôn lậu. Hạ gục hắn. Và hắn đã chết. Có cái đầu nữa hả? Oh, wanted criminal. Ra là như vậy. Và những cái chest này bị khóa. Sao khóa hết trơn vậy? Phải có cái gì mở để cho tôi có đồ chơi chứ. À, không có gì mở hết. Và bên kia, bên đây có một tên. Bên đây cũng có một tên nữa. Chúng ta hãy hạ những tên buôn lậu này để kiếm đồ coi. Được ba cái head. Một cái head nữa kìa. Oh, wanted criminal. Bây giờ có cả cái phần thưởng cho cái đầu của tên đó nữa. Rồi, những cái này tất cả đều bị khóa hết là sao? Có vẻ như mọi cái chest đều bị khóa. Vậy làm sao chúng ta kiếm được đồ gì từ đó đây? Có thể là cái phòng ở giữa này sẽ có một thứ gì đó. Đằng này... mở được nè. Rồi, chúng ta phải mở cái chest đó một lần để có thể mở cái cơ quan bí mật ở đằng sau đó ra. Từ từ. Qua kiểm tra coi. Lại là những căn phòng khác. Vô coi những cái chest nhỏ này luôn.
Câu bộ là khóa hết rồi. Nút. Cũng không có gì. Giờ tới cái phòng ở bên đó. Phòng nhỏ này là nhà bếp thôi. Ở trên đó có gì không? Ngó thử coi. Máy hút khói. Trong này có gì không? Có được than. À, than. Có than. Và quá nhiều than. Rồi sao nữa? Ngoại trừ than ra còn món gì nữa? Chúng ta sẽ cần phải vô cái phòng cuối cùng ở nơi này rồi. Wow, lại là thêm cửa. Sao nhiều cửa quá vậy? Có một cái gì đó vừa mở ra. Bên này. Wow. Ở đây chúng ta có cái gì nào? Certificate upgraded và một vài cái bình thuốc. Oh yeah. Thuốc quá chừng thuốc luôn. Giờ bỏ cái quần đùi vào trong, bỏ cái này vào trong. Than không cần. Bởi vì than chúng ta cũng đâu có xài gì nhiều đâu. Có thể chúng ta lấy theo than thôi. Và những cái bình thuốc hồi máu và strength nữa kìa. Ngon lành. Bên kia còn hai cái chest. Thấy rồi. Đều bị khóa hết. Như vậy chúng ta đã vơ vét được một cái lượng đồ cũng khá nhiều ở nơi này. Từ mấy tên buôn lậu. Và sao có con zombie xuống đây nữa vậy? Buôn lậu thôi chứ zombie làm gì? Và chúng ta sẽ quay lại nói chuyện với ông hiệp sĩ nào. Khi bước vào tòa thành thì có con Reaper nó ra chào đón. Ông hiệp sĩ ở nơi nào? Hiệp sĩ ơi! Ông hiệp sĩ ơi! Vừa định đi lên lầu thì thấy có cái cửa. Đi vô gặp ông hiệp sĩ. Mở cái Ruinstein lên. Thông thường thì đôi khi nó không có, mà đôi khi lại có. Và nói chuyện với ông hiệp sĩ thứ bảy. Ta hy vọng rằng anh đã tới đây. Và tại sao anh lại tới trễ quá vậy? Tôi đã chạy đến đây thật là nhanh. Tôi đã sẵn sàng cho thử thách của ông rồi đó. Được thôi. Những người của Rovnovia đang nhìn vào những công việc của anh. Bây giờ có một cái thử thách ở đây anh cần phải hoàn thành. Đó chính là tham gia vào đấu trường. Wow. Anh phải chiến đấu với từng đợt quái vật. Và nếu anh có thể sống sót tới cuối cùng thì anh sẽ có cái dấu xác nhận của ta. Và trước khi anh bắt đầu thì ta nghĩ rằng anh nên đi tìm thêm một vài bình thuốc để giúp anh trong trận chiến đó đi. Anh đã sẵn sàng chưa? Dạ tôi đã sẵn sàng rồi. Ủa gì vậy? Ủa gì vụ gì kìa? À tôi đã sẵn sàng cho thử thách rồi. Rồi, ở trong cái đấu trường đó, anh sẽ tìm được một cái nút để bấm bắt đầu những cái đợt tấn công. Và khi anh sẵn sàng cho đợt tấn công đầu tiên thì chỉ bấm cái nút đó thôi. Bất kể thứ gì anh làm, đừng có bấm một lần nữa. Cho tới khi nào anh đã hoàn thành cái đợt thứ nhất thì nó sẽ bắt đầu cái đợt thứ hai. Khi mà anh đã hạ gục được đợt thứ nhất thì anh có thể thở một chút. Rồi nói chung là cái này chúng ta đã biết cái cơ chế hoạt động khi chúng ta chơi trong phần The Golden Chalice rồi ha. Và anh sẽ chiến đấu như vậy tới khi nào anh đẩy lùi được 4 đợt. Và tới thời điểm đó, anh chỉ cần bấm cái nút một lần cuối cùng để có thể trở thành nhà vô địch của đấu trường mà thôi. Đơn giản vậy thôi. Hãy đảm bảo là anh đã lấy những cái chìa khóa mà cái những cái kẻ thù rớt ra ở vòng cuối cùng để mở cánh cửa để anh rời khỏi cái đấu trường đó. Nếu anh nằm lại đấu trường thì anh sẽ được hồi sinh lại bên ngoài đấu trường, nơi mà cũng có một cái nút sẽ chuyển anh vào bên trong cái trung tâm đấu trường một lần nữa. Chúc anh may mắn. Và quên, ta có thể dịch chuyển được mà, được không? Vẫn còn cổng dịch chuyển, tốt quá. Bởi vì đấu trường nó gần ngay sát bên cái cổng dịch chuyển. Nơi này nè, cái bự bự này nè, là đấu trường. Ta hãy đi đấu trường nào. Giờ ta sẽ cần bấm cái tấm bảng. Bấm cái... Ê, cái gì vậy, cái gì vậy? Chưa gì hết trơn, bay vô rồi cưng. Bước vào đấu trường. Visitor Spectacle. Vậy là làm sao? Mình sẽ phải đi xuống đây à? Bởi vì mình là người tham gia vào đấu trường mà. Wow. Bên dưới này có Iron Golem. Rồi sao nữa? Làm sao tôi vô bên trong đấu trường? Tôi là người vô đánh lộn mà. Kỳ vậy? Cho tôi vô.
Hả? Chỉ vậy thôi à? Chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu làm sao để có thể tham gia vào đấu trường đây. Đây rồi, cái nút đây rồi. Nãy giờ chạy em vòng đi tìm cái nút bấm để có thể dịch chuyển vào trong đấu trường. Bấm cái nút đầu tiên để bắt đầu trận chiến. À, có con nhện. À, một đàn baby zombie. Có thằng nào, có thằng nào bự 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 bự. À, bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh mấy đứa, bình tĩnh bình tĩnh. Kinh khủng kinh khủng kinh khủng, bình tĩnh bình tĩnh nào. Hạ cái con baby zombie trước bởi vì nó rất là khó chịu, và lửa cháy làm mà chúng ta không có thể nào nhìn được nhiều. Rồi, regeneration hên quá. Đó là Wanted Criminal hả? Oh yeah. Hèn gì nó chạy thấy ghê luôn. Mà tại sao Wanted Criminal lại ở trong này? Ê, zombie, zombie thông thường nữa. Rồi, 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 bị ép cốc, bị ép cốc. Chết, 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 cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Gì thế? Rồi, 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 tụi nó bị lắc á mà, thông cảm. Ở trong này nó xài rất là nhiều command block, cho nên nó bị lắc là cái chuyện thông thường. Nó chưa có xử lý được hết á. Và ta đã hạ gục được đợt đầu tiên. Phù. Escape criminal. Ao 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 ao. Con nhện. Ê, giục cái đầu làm gì? Con nhện mất mất bình tĩnh quá. Bắt đầu rối rồi đây. Từ từ bình tĩnh. Để bỏ cái glass bottle ra. Và ta sẽ lấy xuống last potion of regeneration. Rồi potion of healing. Để chuẩn bị cho đợt đẩy kế tiếp. Vô. Đợt đẩy kế tiếp. Và một đống xương bận áo giáp. Lại là Escape Criminal. Nó đâu? Nó đâu? Nó là cái thằng lại đây, lại đây, lại đây. À, tội phạm. Phải hạ mấy cái con nhỏ nhỏ trước. Bởi vì mấy con cung này nó bắn có nó pet rất là khó chịu. Giờ phải cố gắng mà dòm thôi. Đứa nào nó cũng chơi lửa hết trơn hết á. Bộ giáp này không có kháng lửa, không có fire protection. Và cái gì đang đánh mình thế? Con zombie chết đi cưng. Nó kìa, đứng từ xa bắn nó. Có thể chúng ta sẽ không lại gần được nó nên chúng ta đứng từ xa bắn nó là dễ dàng nhất. Và bắn hụt mới ghê. Nó hình như nó có cái thon phản đam nên chúng ta bắn vào ta bị phản đam. Chết chưa? Nơi đó sẽ là nơi Ê, có mấy đứa này nữa hả? Hèn gì. Còn mấy em này nữa, một hai em, ba em gì đó. Và thằng criminal chết đi cưng. Rồi rồi, còn một em xương bên kia. Mình thấy nó rồi, mình thấy nó rồi. Ok. Và ta sẽ đột kích thằng kia. Chạy tôi. Quất quất. Hay quá. Hoàn thành. Ta có thêm được một cái escape criminal head. Giờ chúng ta sẽ có thể triệu hồi đợt thứ ba. Đợt thứ ba nha. Potion of regeneration. Có mười mấy giây thôi. Và escape criminal nữa. Phải không, phải không? Nó là cái gì, tên nó là cái gì đó? Lửa cháy lên không thấy gì hết. Nó đâu rồi, nó đâu rồi? Ê, tụi nó bị đứng hình đó mà. Ê, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Có con hot girl nữa. Hot girl ra chỗ khác chơi. Hot girl. Potion of regeneration. Chúng ta mau chống hạ gục. Hot girl. Hot girl. Hết gơ, đừng có quăng thuốc nữa. Ao 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 ao. Rồi hết gơ xong. Hết gơ, hết gơ chưa chết nữa, hết gơ dai dữ vậy. Hết gơ quăng tựa lơ thuốc hết trơn. Lâu lâu nó có những cái đợt để thở cũng đỡ. Nó tấn công lia lịa. Rồi, và chúng ta chỉ cần thấy hot girl thôi. Ao ao chơi poison kìa. Hot girl này không phải là hot girl thông thường mà là hot girl có tên đàng hoàng nha, bởi vậy nó rất là dai. Nó bay lên trển luôn rồi.
Chết đi cơ. Đây là con boss của đợt thứ ba thứ tư gì nè, hot girl. Chết. Ok. Ta đã hạ gục được hot girl. Và bây giờ chờ một chút cho cái poison nó hết. Uống thuốc vào. Vứt bỏ mấy cái glass portal đó đi. Hãy kiểm tra xem còn potion up strength nào hay không. Có vẻ như không có. Giờ chỉ có flash potion thôi. Flash potion xài trước đi ha. Và để mấy cái potion thông thường lại. Ta sẽ cần phải kiếm cái gì đó, gunpowder để chuyển cái kia thành flash potion. Và đây là đợt thứ mấy rồi, không nhớ nữa. Đợt thứ tư. Wow 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 wow. Anh chàng kia làm gì thế? Anh chàng kia làm gì thế? Arena Champion. Arena Champion. Arena Champion. Nó là vô địch đó, nhà vô địch đó. Còn cái thằng kế bên cầm chìa khóa kìa. Rồi heal lên. Strength, hay quá, còn bình strength. Nãy giờ không để ý. Rồi chết luôn. Nó đâu, hay quá. Như vậy chúng ta không có cần phải chơi lại từ đầu, đỡ quá. Chơi lại từ đầu nó rất là phiền. Rồi chết nữa. Thằng champion đó nó làm thấy gớm luôn. Để mình hạ thằng kia chứ. Nó đánh rất là mất nhiều máu. Còn cái thằng nhỏ đánh không mất máu nhiều. Rồi ok. Ta kiểm tra thử coi, chưa có. Chưa có. Regeneration. Và cái này là cái gì? Regeneration. Dịch chuyển vào. Em thấy đâu? Nó đánh cả khúc máu luôn á. Không có giỡn được đâu. Rồi xong. Nhiều khi nó áp sát vô là biết chỉ có chết thôi. Nó rồi. Người ta có chiến thuật gì chơi nó không? Rồi, và vừa quăng phí mất cái bình regeneration. Bây giờ mình sẽ cần phải đi tìm. Khoan. Cái thằng kia nó chết rồi. Để lâu quá nó despawn mất cái chìa khóa làm sao? Ta mau mau đi tìm cái chìa khóa. Đó là mấy bình thuốc hồi nãy mình bỏ ra. Và thằng kia nó chết ở đâu vậy? Chết chưa? Đi ra. Rồi xong. Mình vẫn chưa có cái chìa khóa. Cái điều đó là nguy hiểm nha. Nếu nó mất cái chìa khóa là chúng ta sẽ không thể nào hoàn thành cái nhiệm vụ này được. Rồi sao? Căng lắm à. Tôi không có chìa khóa đó. Nãy hạ gục nó mà nó không có lụm được cái chìa khóa liền luôn. Ok. Ê, nó chạy nhanh quá. Rồi xong, nó chết rồi kìa, mừng quá. Và sau một hồi nó giết mình, bây giờ mình đã giết được nó. Và cái chìa khóa. Quay cái chìa khóa. Không ổn tí nào cả. Chìa khóa despawn mất tiêu rồi. Hay dạ. Đâu đây phải không? Không phải. Cái thằng giữ chìa khóa hồi nãy chúng ta hạ gục nó trước. Rồi xong con champion nó đánh ghê quá rồi mất chìa khóa rồi sao giờ? Thử bấm cái nút đó lại lần nữa coi. Hoàn thành.
Chúc mừng bạn đã hoàn thành thử thách ở đấu trường. Giờ hãy bỏ chìa khóa vào để mở cái cửa. Hên quá, ta có thể dịch chuyển ra được. Nhưng chúng ta có cần phải dịch chuyển bằng cái cửa này hay không mới quan trọng. Bỏ vào đây, đi ra đây. À, thôi không cần đâu. Cứ xài cái dịch chuyển này cũng ra được ngoài đó. Và giờ đi gặp ông hiệp sĩ. Tôi đã hoàn thành đấu trường đi về đây. Chẳng những anh đã chiến thắng ở trên đấu trường, mà anh còn thắng với một phong cách rất là hoa mỹ nữa. Anh xứng đáng nhận được cái con dấu của ta. À, của anh đây. Giờ đã xong. Bây giờ anh cần phải đi tới Winnas để tìm ông đệ bác hiệp sĩ. Kêu ông hiệp sĩ thứ 8 nghe hay hơn, nhưng đệ bác hiệp sĩ nghe kỳ quá. Và một cái chìa khóa để kiếm được phần thưởng. Ta hãy về lấy phần thưởng trước đã. Đây là căn phòng số 7. Mở cửa. Chưa lấy cái phần thưởng. Reward token. Qua bên này. Một cây kiếm Sharpnet Fire Knockback 1 và Fire Aspect. Nó có khác gì không? Nó chỉ khác là làm bằng sắt thôi. Không khác gì mấy. Đổi cây kiếm mới. Có cây cung mới. Ồ, cung xịn. Đổi luôn. Và đổi luôn cả cái bộ áo giáp hả? Erebor Fist Protection 10 luôn cả. Ghê chưa? Fire Protection luôn. Quá ghê. Áo giáp nhưng mà bằng sắt thôi à. Có thể căn phòng kế tiếp chúng ta sẽ có được giáp kim cương. Và hết. Như vậy, lại đổi đồ thêm một lần nữa. Lên đồ mới xịn hơn nhiều. Xịn hơn cái chúng ta đã có nữa. Nhưng mà đổi thành bằng sắt thôi. Từ từ bình tĩnh. Mọi thứ sẽ được thay đổi khi chúng ta đi tiếp. Còn bây giờ chúng ta đã hoàn thành được tới 7 ông rồi. Chỉ còn một ông mà thôi. Nhưng đó là chuyện của những tập kế tiếp. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp nhé. Bye bye.